Tôi xin giới thiệu, tôi là bác của cháu Hùng, cháu Nga. Hôm nay là ngày vui mừng, xong vui mừng nhà mới cho bà mẹ vợ tôi và mừng cho hạnh phúc của hai cháu. Tôi thì là người Phú Thọ, tôi là vận động viên bóng đá không chuyên nghiệp trong cái nghề âm nhạc này, và lại càng không chuyên nghiệp cho cái đoàn này. Thế nên là nhân cái ngày vui như thế này, tôi xin có một chút âm nhạc nhỏ bằng một cái điều kèn tên gọi đá Monica. Vâng. Chúng tôi vừa mới là con tôi vừa đi mua trên đường xuống từ đám cưới Hà Nội. Thế nên là mọi người cũng thông cảm. Nếu mà cái trường đồ nhìn phách hoặc là mọi thứ nó có vấn đề gì thì rất mong dàn nhạc của gia đình cũng có chút phần thông cảm. Tôi xin trình bày được vài phút thôi, bởi vì sức khỏe nó có hạn. Thế nên tôi sẽ trình bày thêm một đoạn của bài Tình Bằng Có Cái Chung Cơm và một đoạn của ca khúc Nhạc Cách Mạng trong cái kèn Monica này. Và tôi xin phép được bắt đầu. Ông đang hát. Bà Trân ơi, bà Trân. Tôi xin tiếp tục một ca khúc nhạc đỏ, một bài tôi bắt chiếc giọng chim hót của Tường Vi, bài Cô Gái Có Chồng. Và để có vui, tôi xin được trình bày một bài hát, ngắn. Vâng, bài hát mà tôi được học ở trường Nhạc Hòa Trung ương. Bài hát với tựa đề là Em Đi Chùa Hương. Bài cũng thông báo với giảng nhạc là bài hát này giai điệu nó cũng khác với bài hát hay nghe trên đài. Do vậy là mọi người cũng cố gắng nghe xem là bài hát gốc của nó từ ngày xưa, từ những năm trước năm 75 thì bài hát này nó như thế nào. Và tôi xin phép. Sáng nay em đi chùa Hương, từ tờ mở hơi sương, cùng thầy mẹ vẫn đâu mà soi gương. Nho nhỏ cái đuôi gà cao, em đeo cái dải đao, quần linh với áo the mới, tay em cầm
nói quanh thao, chân em đi đôi bút cao cao. U bảo rằng thầy nó trông kìa, con tôi là xinh xinh quá, bao giờ con đi lấy chồng. Tuy em tôi mới 15 mà đã lắm chàng tâm, tình đời mai sẽ đến chẳng tơ sói đêm rằm. Đò ngang mà qua bến đụng lặng lặng nhìn khắp người qua, thẹn thùng em chắp vai Nam Mô A Di Đà. Thẹn thùng em khẽ nói Nam Mô em đi lấy chồng. Dạ vâng, xin cảm ơn.